Chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Việt cùng Thơ Miệng. Đây là bài số 27 trong loạt bài tiếng Việt chung và cao cấp. Hôm nay chúng ta sẽ học các từ tận nơi, tận tay, tận mắt. Tận nơi, tận tay, tận mắt, ba từ. Đánh vần là ở nờ ân, tờ ân tân nặng tận. Ơ, y, ơi, nờ ơi nơi, tận nơi. A y a tờ a tay tận tay. Á tờ ắc mờ ắc mắt tận mắt. Để hiểu được ý nghĩa và cách dùng của các từ này, chúng ta sẽ xem qua một số ví dụ. Ví dụ thứ nhất: mày đã đến tận nơi trao tận tay món đồ cho anh ta chưa? Mày đã đến tận nơi trao tận tay món đồ cho anh ta chưa? Câu này có nghĩa là mày đã đích thân đến nơi đó, trực tiếp đến nơi đó, có thể là đi bộ, có thể là đi xe, nhưng bản thân mày phải đến nơi đó, trực tiếp đến nơi đó, không qua trung gian, không nhờ bất cứ một người nào cả đến nơi đó. Mày phải đến nơi đó, trực tiếp đến đó, trực tiếp có mặt ở đó và trao tận tay món đồ cho anh ta chưa? Trao tận tay có nghĩa là món đồ trên tay mày, trực tiếp trao qua tay anh ta, chuyển qua tay anh ta, chứ không qua trung gian, chứ không đi qua một người khác. Có nghĩa là mày trao trực tiếp cho anh ta, chứ không chuyển cái món đồ mày đang cầm trên tay cho một người khác, rồi lại nhờ một người khác chuyển qua anh ta. Như vậy, trao tận tay có nghĩa là trao trực tiếp, đi thẳng, đến đích, đến cái người cần nhận, phải nhận, sẽ nhận món đồ đó. Như vậy, tận nơi có nghĩa là trực tiếp đến nơi đó, đi thẳng tới nơi đó, có mặt ở nơi đó. Đó là tận nơi. Tận tay có nghĩa là trao, có nghĩa là bất cứ cái gì có trên tay mình chuyển qua cho người nhận, trực tiếp đến người nhận, thẳng đến người nhận. Đó là tận tay, qua thẳng trực tiếp luôn, không có qua trung gian, không có qua bất cứ một người nào khác cả. Từ tận nơi, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của một số cái từ khác. Chẳng hạn như mình sẽ đưa ra câu ví dụ thế này: anh ta đã đến tận khách sạn gặp cô ta. Anh ta đã đến tận khách sạn gặp cô ta. Có nghĩa là anh ta, trực tiếp bản thân anh ta đi đến khách sạn, đi đến khách sạn, có mặt ở khách sạn và gặp cô ta. Anh ta đã đến tận khách sạn gặp cô ta. Ok, bây giờ mình sẽ cho thêm một ví dụ khác nữa. Ba mẹ của nó đã đến tận trường để gặp giáo viên chủ nhiệm của nó. Ba mẹ của nó đã đến tận trường để gặp giáo viên chủ nhiệm của nó. Ở đây, ba mẹ của nó có nghĩa là ba mẹ của một người học sinh hoặc là một sinh viên nào đó đã trực tiếp đi đến trường, chính bản thân họ đi đến trường để gặp cô giáo. Họ cần phải trao đổi trực tiếp với cô giáo, cho nên họ trực tiếp đến nơi đó, họ đi đến tận trường để gặp cô giáo. Họ cần giao tiếp trực tiếp đối diện, bởi vì họ cảm thấy là nội dung cái việc mà họ trao đổi đó quan trọng, do đó họ không chỉ không muốn trao đổi qua điện thoại mà phải đi trực tiếp đến tận trường, trực tiếp bản thân mình đến tận trường gặp chính cô giáo, trao đổi với cô giáo, nói chuyện với cô giáo. Bây giờ là ví dụ thứ hai. Ví dụ để giải thích cho các bạn hiểu được cách dùng ý nghĩa của từ tận mắt. Ok, tận mắt. Ví dụ thứ hai: mày có tận mắt chứng kiến việc đó không? Mày có tận mắt chứng kiến việc đó không? Câu này có nghĩa là mày ở thời điểm đó
ngay lúc đó mày có đứng ở đó và mày có nhìn thấy, có quan sát việc đó hay không? Mày có chính bản thân mày, mắt mày thấy việc đó đang diễn ra ở tại thời điểm đó hay không? Có thấy được việc đó hay không? Hay là mày nghe qua một người nào đó nói lại rồi mày nói lại? À, cái này có nghĩa là mày có tận mắt chứng kiến việc đó không? Mắt của mày thời điểm đó mày đang ở đó, mắt của mày thấy việc đó đang xảy ra. Ok, đó chính là ý nghĩa của từ tận mắt. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một số ví dụ khác để cho các bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách dùng của các từ tận nơi, tận tay, tận mắt. Một ví dụ khác: cô ta đã đến tận nơi, thấy tận mắt chồng cô ta đang ôm ấp một người con gái khác. Cô ta đến tận nơi, thấy tận mắt chồng của cô ta đang ôm ấp một cô gái khác. Cô này cổ nghi ngờ chồng của cổ là ngoại tình, cổ ghen, thì cổ đến tận nơi, trực tiếp cổ, bản thân cổ đến tận nơi. Tận nơi, nơi đó có thể là khách sạn, có thể là nhà hàng, hoặc là một địa điểm vui chơi giải trí nào đó. Cô ta đến tận nơi và thấy tận mắt, có nghĩa là mắt của cô ta lúc cô đó, cô ta đứng, cô ta nhìn, cô quan sát, cô ta thấy chồng của cô ta ôm ấp một người con gái khác. Tuy nhiên lúc đó rất là đau lòng. Một ví dụ cuối: cảnh sát đã bắt tận tay một kẻ đang móc túi một du khách nước ngoài. Cảnh sát đã bắt tận tay một kẻ đang móc túi một du khách nước ngoài. Câu này có nghĩa là người cảnh sát đó đã bắt gặp, đã dùng tay của mình bắt được cái tay của cái người, của cái kẻ móc túi đó. Lúc đó cái kẻ móc túi đang móc túi cái người du khách nước ngoài. Người cảnh sát bắt tận tay, bắt tận tay, tóm được, chớm được cái lúc mà cái người móc túi đó đang có cái hành vi móc túi cái người du khách nước ngoài. Okay. Hy vọng là qua các ví dụ đó thì các bạn đã hiểu được cách dùng và ý nghĩa của các từ tận nơi, tận tay, tận mắt. Mình là Tùng, đến từ kênh Dạy Tiếng Việt Miền Nam, giọng Sài Gòn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Cảm ơn. Bye.